Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để chia sẻ với các bạn một cái mẹo để chúng ta có thể chiên được cá bống nguyên con như thế này, không bị nát và rất là giòn ngon. Và đặc biệt đó là khi mà các bạn chiên cá thì cá sẽ không bị bắn, cũng như là rất là an toàn cho chúng ta. Và chấm kèm với nước mắm tỏi ớt đây các bạn, rất là hấp dẫn. Uống kèm với cả 1-2 lon bia thì tuyệt vời đúng không các bạn? Và mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm món này các bạn nhé. Bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món cá bống chiên giòn. Với cái món cá bống chiên giòn này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây đó là 500g cá bống, hoặc là nhiều hơn, ít hơn thì tùy vào khẩu vị của mỗi gia đình. Và khi mà các bạn sơ chế cá bống thì các bạn sẽ rửa cho mình bằng muối hạt, các bạn ngâm vào và các bạn ướp khoảng 5 phút, sau đó chúng ta xả sạch với nước. Ở đây thì mình đã bỏ qua cái bước sơ chế này để tiết kiệm thời gian. Và các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái gia vị để ướp. Với món này thì chúng ta chỉ cần ướp với muối trắng này, bột ngọt, hạt tiêu. Đây là bột sư tử. Với cái bột sư tử này thì nó sẽ làm cho cái phần cá chiên sau khi mà các bạn chiên xong nó có cái màu vàng và mùi rất là thơm. Và đây thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình đó là ở đây là 80g đến 100g bột chiên giòn. Và cái bột này của mình nó không có gia vị cho nên là mình mới nêm gia vị. Và bây giờ thì mình sẽ cùng ướp các bạn nhé. Các bạn sẽ dùng cho mình một cái tô hoặc là một cái thố lớn. Các bạn cho phần cá bống vào đây. Và các bạn sẽ thêm vào đây cho mình muối, bột ngọt và tiêu. Trộn đều lên ạ, để cho nó ngấm gia vị. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ cho vào đây cho mình một muỗng cà phê bột sư tử để cho nó ngấm vào cá luôn. Với cái bột sư tử này thì các bạn chỉ cho mình một muỗng cà phê như vậy thôi, cho nhiều quá thì nó sẽ có cái vị đắng. Và các bạn sẽ ướp cá cho mình trong khoảng thời gian là 10 đến 15 phút các bạn nhé. Mà các bạn đã ướp gia vị cho mình được 15 phút như thế này rồi thì bây giờ các bạn sẽ cho cái phần cá bống này vào cái tô mà các bạn đã để bột chiên giòn các bạn nhé. Cái phần cá sau khi mà các bạn ướp xong thì nó sẽ có một chút xíu nước ở phía dưới, cho nên là các bạn cho từng phần vào một như vậy. Mình không có đổ cả cái tô các bạn nhé, đổ cả cái tô là nó lẫn cái phần nước, thì khi mà các bạn là sắp bột nó hay bị dính. Bây giờ thì các bạn sẽ đậy nắp lại, sau đó các bạn sắp đều lên cho mình để cá bám bột nhé. Khi mà các bạn cho vào tô hoặc là các bạn cho vào túi ni lông á, túi zip để các bạn sắp như thế này thì nó sẽ bám bột đều hơn, không có bị tón cục. Đây các bạn nhé, đó các bạn sẽ thấy là cá bám bột rất là đều. Cái phần nào mà bám chưa đều thì các bạn sắp tiếp cho mình nhé. Lúc này là các bạn mở ra để các bạn sắp được. Đó. Đó, khi mà các bạn đã sắp hết cho mình như thế này thì mỗi một con cá nó sẽ thấm một cái lớp bột rất là mỏng ở phía ngoài, và khi chúng ta đem chiên thì nó sẽ giòn rất là nhanh các bạn nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái chảo nhiều dầu một chút, sau đó thì các bạn sẽ bật bếp lên nha. Khi mà các bạn thấy dầu bắt đầu nóng lên rồi thì các bạn sẽ cho vào đây cho mình một chút bột năng, cỡ tầm 2 muỗng cà phê bột năng các bạn nhé. À, bột bắp mình xin lỗi ạ. Các bạn có thể dùng bột bắp hoặc bột gạo. Các bạn cho vào đây và khuấy tan đều lên thì khi mà các bạn chiên nó sẽ không bị bắn giờ. Sau đó thì các bạn sẽ cho cá vào nhé. Chúng ta sẽ cho cá vào chiên.
Khi mà các bạn cho vào một chút bột bắp như vậy thì các bạn chiên nó sẽ không bị bắn dầu đâu ạ. Khi mà các bạn chiên cho mình được tầm 4 đến 5 phút thì các bạn sẽ thấy là phần cá nó cứng lên như thế này. Và các bạn nhớ là mình sẽ chiên ở lửa trung bình thôi các bạn nhé, không chiên lửa lớn. Sau đó thì các bạn đảo cho mình. Cái bông nó rất là nhỏ cho nên là mình chỉ cần đảo như vậy thôi, để cho nó vàng đều hết tất cả các mặt. Khi mà các bạn thấy nó vàng giòn hẳn lên rồi thì các bạn mới vớt ra nhé. Khi mà các bạn thấy cái phần cá này nó bắt đầu cứng lên như vậy và nó vàng giòn rồi, và tới cái độ mà các bạn muốn gắp, nếu như các bạn muốn nó vàng hơn một chút nữa thì các bạn để thêm, còn nếu không thì như thế này các bạn vớt ra đã là được rồi. Cá rất là cứng cá các bạn nhé. Các bạn sẽ vớt hết cái phần cá này lên cho mình, cho vào một cái muôi mà một cái vá nó có lỗ thủng như thế này này. Đó, để cho nó ráo mỡ các bạn. Sau đó các bạn cho vào một cái đĩa thấm dầu. Phần còn lại thì các bạn sẽ chiên tương tự cho mình như vậy cho đến hết các bạn nhé. Khi mà các bạn mới cho vào như thế này thì các bạn sẽ thấy là nó có rất là nhiều bọt. Và khi gần được thì cái phần bọt này nó sẽ vỡ hết ra, thì nó chỉ còn lại cái phần cá thôi. Thì các bạn sẽ nhận biết nó rất là dễ khi nào mà cá chín và cứng cá các bạn nhé. Đi mua cho con ăn với cả nhìn chưa. Khi mà các bạn chiên xong như thế này, mình mới chiên được một nửa thôi các bạn ạ, mà đã được đầy một cái đĩa như thế này rồi này. Đó, và cá thì rất là giòn và ngon. Khi mà các bạn chiên thì không hề bị bắn dầu một chút nào cả, đúng các bạn. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ đi pha cái phần nước mắm. Và làm sao để chúng ta có được cái nước mắm ngon, phần tỏi nổi lên phía trên, thì bây giờ chúng ta sẽ đi pha các bạn nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ pha nước mắm chấm nhé. Để chấm nước cái cá chiên giòn này thì các bạn sẽ chấm cho mình đó là nước mắm nguyên chất. Sau đó các bạn thêm vào tỏi và ớt thật là cay thì món này ăn sẽ rất là đã. Đó, ớt này thì các bạn sẽ thái lát cho mình như vậy nhé. Đang mùa cúm như thế này thì chúng ta sẽ ăn nhiều tỏi hơn một chút. Và để tỏi sau khi mà các bạn làm xong nó nổi lên phía trên mặt của nước mắm ấy, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 1/2 trái chanh để chúng ta ngâm tỏi 30 phút với nước cốt chanh. Giờ thì các bạn sẽ vắt cho mình nước cốt của 1/2 trái chanh để các bạn ngâm tỏi. Các bạn ngâm với cả nước chanh như vậy thì khi mà các bạn làm xong nước mắm, cái phần tỏi nó sẽ nổi hoàn toàn lên phía trên mặt của nước mắm. Các bạn đã ngâm cho mình tỏi với cả cả nước chanh được 30 phút rồi, thì bây giờ các bạn sẽ thêm nước mắm vào đây nhá. Mình sẽ thêm nước mắm vào đây và các bạn sẽ thấy là cái phần tỏi nó nổi hoàn toàn lên phía trên như vậy. Mình sẽ cắt thêm vài lát ớt vào để cho nó ngon và hấp dẫn.
Đó, như vậy là mình đã có được một cái món rất là ngon để chấm kèm với cả món cá bống chiên giòn rồi các bạn nhé. Và đây là toàn bộ cái phần thành phẩm sau khi mà mình chiên xong cá rồi đây các bạn ạ. Cá và nước mắm rất là ngon, và với cái món này thì các bạn sẽ có thể dùng để nhắm rượu hoặc là ăn kèm với cơm đều rất là hợp lý và thơm ngon. Và đặc biệt là ở đây thành phẩm cá không bị nát các bạn nhé. Các bạn, như các bạn đã biết thì cá bống thịt nó rất là mềm đó, cho nên là khi mà các bạn chiên không cẩn thận là nó gãy hết cái phần cá. Và khi mà mình thêm một chút xíu bột chiên giòn và thôi thì các bạn sẽ thấy là phần cá bống nó rất là ngon đó, ngon lắm luôn đúng không các bạn. Đó, nhìn hấp dẫn đúng không các bạn, với cái món này thì ăn ngon lắm luôn, thêm một hai lon bia nữa là tuyệt vời rồi đúng không các bạn. Đây, món này thì các bạn sẽ ăn kèm với, uống kèm với cả bia hoặc là rượu đều rất là hợp các bạn nhé. Thế nào, con muốn ăn à? Con có ăn được không? À, thử một con nhé. À, đấy, con cầm con ăn đi. Đó, con ăn thử đi. Nóng hả? Đệ Thu vừa mới chiên xong mà. Và các bạn ơi, bây giờ thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.